đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào các bạn yêu cơ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tớ Online sẽ gửi tới các bạn phần bình luận về một cái ván đánh vô cùng đặc biệt diễn ra vào buổi tối ngày hôm qua ngày 29 tháng 9 giữa vương thứ nhất, đệ nhất nhân trên bảng phong thần Trung Quốc và người đẹp đường đan tiểu thư, một cô gái vàng là cựu tướng Trung Hoa. Ở trong video này thì chúng ta sẽ được đón xem trận đánh biểu diễn khi mà hai đại cao thủ hàng đầu đối mặt với nhau trong trận cờ chậm 45 phút tích lũy 20 giây trong cái trận đánh chào mừng giải cờ tướng Bảo Bảo Bôi năm 2020. Do nhiều lý do khách quan thì giải đấu này không được tổ chức dành cho những đặc cấp đại sư hàng đầu cũng như là bảng hải ngoại không được diễn ra mà sẽ dành riêng cho những kỳ thủ của địa phương Sơn Tây của Trung Hoa. Chúng ta đã biết là Vương Thuyết là một kỳ thủ tài năng thế nào của lãnh cờ tướng Trung Quốc. Anh đã từng 3 lần vô địch của giải cờ tướng Bảo Bảo Bôi, là người có chiến tích lẫy lừng nhất trong cái giải đấu này. Ngoài ra thì bên Đường Đan cũng là một cô gái vàng của lãnh cờ tướng Trung Quốc. Cô là người có đầu tiên vượt Elo trên 2500. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem Vương Thuyết Elo kỷ lục trên bảng phong thần 2738 sẽ hậu thủ đi chống lại thế trận của bên Đường Đan để dùng trung pháo để tấn công. Ở bên đỏ, Đường Đan pháo 2 bình năng, Vương đối lại bằng hệ thống bình phong. Về sau thì Vương thứ nhất với toàn tài đã lựa chọn phương án bình phong cho để ưu tiên cho bên Đường Đan lựa chọn biến hóa. Bên đỏ, bình 7 tiến 1, bên đen, bình 7 và Đường Đan đã lựa chọn thế cảnh tấn công bằng phương án C2 tiến 6 tiến lên cao điểm, về sau hình thành cái cục pháp bình pháo đổi xe kinh điển. Bên đen pháo 9 thoái 1, mã 8 tiến 7 và đường cờ sĩ 4 tiến 5. Tới đây thì bên tiên là có hai nhánh cờ để có thể đi tiếp, một là phương án mã 7 tiến 6. Tuy nhiên trong thực chiến thì bên của Đường Đan lại chọn phương án pháo 8 bình 9. Ở bên đen xe 1 bình 2, bên đỏ ra xe pháo 9 bình 7, chạy xe và phát triển mã 7 tiến 8 ngay, đang phục ra cái thủ pháp đi bình 7 tiến 1 để cấp lộ. Đường Đan đã cho xe thoái lui. Ngoài ra thì bên đỏ có thể đi theo một hướng cờ khác. Các bạn cũng thấy rất nhiều những cao thủ thường chơi đó là phương án pháo 5 tiến 4 để đổi bất quân và đưa được con xe để khống chế trung lộ. Bên đen có cướp pháo ăn tốt thì có thể đi đường cờ tự 3 tiến 5. Ở trong thực chiến thì bên của Đường Đan tiểu thư đã lựa chọn phương án xe 4 thoái 2. Bên đen mã 8 tiến 7 chém tốt và đang uy hiếp vào con pháo đầu khiến bên đỏ phải thoát đi. Tiếp theo là phương án pháo 2 tiến 6 đến từ Vương Thứ Nhất, một tình huống tấn công gây ra sự khó chịu nhất định dành cho đội hình phòng thủ của bên tiên. Trong thực chiến thì lựa chọn của bên đỏ là phương án sĩ 6 tiến 5 để chia cắt, không cho con pháo có thể bất ngờ rời lộ khác tấn công. Ngoài ra bên đỏ có thể đi theo hướng cực khác, đó là phương án thoái con xe về, ép buộc là bên đen phải thoái pháo về, và đây vẫn là một trong những cái trạng thái cờ dập dìu và sẽ uy hiếp khá nhiều về phần trung tàn về sau. Trong thực chiến thì bên Đường Đan lựa chọn phương án sĩ 6 tiến 5. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp Vương Thiết sẽ thực hiện như thế nào khi đánh với người đẹp của làng cờ tướng Trung Quốc. Anh cho xe 8 tiến 8 ngay. Bên tiên xe 4 tiến 2 và bên đen đi đường cờ tượng 7 tiến 5, một phương án chống tượng để sửa hình trước khi có những điểm tấn công tiếp theo. Tượng 7 tiến 5 củng cố trung tâm và Vương Thiết đã lập tức đi con xe 8 bình 6, một đường cờ khá bất ngờ. Và trong thực chiến thì bên của Đường Đan đã lựa chọn phương án tránh xe đi chứ cô không thoái con xe về. Chúng ta có thể xét thêm một biến hóa, nếu mà bên đỏ muốn đánh theo hình thức chuyển về hình cờ tàn đơn giản hoàn toàn có thể đi theo phương án thoái xe. Bên đen bắt buộc là phải chạy pháo qua cướp lại và hai bên sẽ thi chuyển về cờ tàn và đánh như thế này thì các bạn thấy là bên đỏ và bên đen đứng ở trạng thái cân bằng để có thể thắng lợi thì rất là khó khăn và sẽ là một cuộc trường kỳ kháng chiến về sau. Trong thực chiến thì Đường Đan mặc dù là một nữ kỳ thủ nhưng mà cô luôn là một người có những đường cờ đột phá, không đi phương án đấu xe đơn giản mà cho phương án xe 4 bình 3. Pháo bắt buộc phải chạy qua. Sau khi Vương Thiết chạy con pháo 7 bình 8 thì bên tiên của Đường Tiểu Thư đã phát triển mã lên bàn hà để tấn công. Tuy nhiên đây lại không phải là biến mạnh và sau đó thì bên của Vương Thiết với biệt tài đi cờ thiên ngoại phi tiên đã có một loạt những cái thủ pháp chém mã vào tượng và ưu thế về cờ tàn về sau. Ngoài ra thì bên đỏ có thể đi theo một hướng khác mang tính chất phòng ngự từ xa, đó là phương án pháo 9 thoái 1. Đường cờ pháo 9 thoái 1 sẽ khiến cho bên đen tạm thời chưa thể nhấc con pháo ở đường 2 đi được mà sẽ phải thu con xe về. Và đây là cái thời khắc mà khiến cho bên tiên của Đường Đan, cô ta sẽ có đường cờ chạy qua đây để bắt pháo, khiến con pháo phải che vào cái vị xấu hơn và đường cờ cướp tốt biên. Bên đỏ vẫn chiếm được cái lợi thế nhất định.
Trong thực chiến lựa chọn phương án mã 7 đến 6, đơn đa đã để cho bên đen khai thác rất nhanh. Vương pháo tám thoái một đe dọa vật tượng ăn xe và bên đỏ đã phải thu con pháo về để cùng nhau bắt quân. Ở bên đen cũng phải tinh là khách lập tức cầm mã 7 đến 5 ngay chém vỡ tượng của đơn đan tiểu thư. Và trong thực chiến thì bên đỏ đã phải lựa chọn phương án chạy con pháo qua để hình thành cái thế cờ đấu bất quân. Bởi nếu mà ở đây mà bên đỏ sai lầm mà đi đường cờ thoái con mã về thì sau khi đó bên đen của ngoại tinh khách sẽ cầm con pháo 2 bình 7 ngay. Bên đỏ có ăn qua thì có thể thoái về đây để đe dọa đánh tượng đấy. Tượng thì rõ ràng các bạn thấy ạ. Lên tượng thì vẫn bị pháo 8 tiến xuống và xét cùng ngay. Còn trong bối cảnh mà thoát mã đi để che lộ thì bên đen người ta chỉ cần đơn giản là thoái con mã về đây. Bên đỏ có ăn qua thì là đường cờ pháo 7 tiến 3. Các bạn thấy là bên đen sẽ đứng vào cái thế hơn quân và thắng lợi về cờ tạt là đương nhiên. Ở trong thực chiến thì chúng ta sẽ cùng xem tiếp những diễn biến còn lại của ván đấu này. Trong chính cuộc, đường đan đã phải chạy con pháo 6 bình 4 ngay. Và bên đen ăn qua vẫn là tạo ra cho cái hình thế vương thuyết là thoái con pháo về để cướp lộ và tranh tiên. Ở đây các bạn lưu ý bên đỏ đã phải vếch sĩ lên để phòng thủ chứ cô không đi đường cờ chạy xe ăn tượng. Bởi xe đằng nào cũng chết nhưng mà ăn tượng như vậy thì bên đỏ sẽ bị kém hơn khi mà bên đen chỉ cần thoái tượng về và bên đen sẽ đứng vững con mã ở lộ 3 khá đẹp. Trong thực chiến lựa chọn phương án vếch sĩ lên chứ không ăn xe đã tạo điều kiện cho bên đỏ có thể lấy lại được một chút cục diện khi mà bên đen sau khi ăn lại cây sẽ phải phát triển mã lên. Bên đen pháo 7 tiến 6 vật tượng chiếu tướng ép tướng phải lên lầu 2. Và vương tới đây mới đi đường cờ mã 2 tiến 3 tiến mã lên để phòng thủ những cái điểm tốt của bên mình. Bên đỏ đường đan cắm pháo xuống để tấn công. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp đây là cái mặt trận tranh hùng về mặt trận cờ tàn. Vương thiết và đường đan đã từng gặp nhau 3 lần tại cái giải cờ ba bảo bôi và chiến tích vẫn là vương thiết khi anh đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Bình 7 tiến 1, đường đan thoái về. Sau khi có đường cờ bắt đôi thì đã cướp lại được con tốt của ngoại tinh là khách. Pháo chạy qua và pháo 4 bình 7 vật tốt. Chúng ta sẽ cùng xem đây là cái thời điểm mà vương đã ưu được con tốt biên. Về sau thì đường đan rất khó để có thể phòng thủ được cái đường tốt này trước sức tấn công mạch lạc của ngoại tinh là khách. Bên đỏ pháo 5 bình 1 giạt pháo qua biên để thi nhau cướp tốt. Bên đen vương vật qua và với bất lợi khi kém một tốt biên, đồng thời bộ sĩ tượng là kém hơn so với bên đen. Đây là một bất lợi không hề nhỏ đối với đường đan tiểu thư. Đường đan mã 3 tiến 2 tấn công và trong biến hóa này thì bên của ngoại tinh là khách đã không chống sĩ lên mà đã thả cho bên của đường đan có thời cơ chém sĩ. Anh ta ưu tiên mặt trận tấn công bằng phương án vật tốt. Bên tiên chém ngay, tướng chạy qua và phương án thoái con mã về. Sĩ 6 tiến 5, lăng mã và đường cờ thoái pháo về để yêu cầu đấu cây. Ở đây các bạn thấy được là bên đỏ của đường đan nó không dùng pháo 1 bình 7. Chúng ta xét qua đi biến hóa này, nếu mà bên đỏ đi đường cờ vật pháo qua thì bên đen người ta sẽ chém tượng lên. Bên tiên nếu mà chém tượng thì bên đen người ta sẽ mở đường cho mã 3 tiến 4. Vẫn là cái hình thái cờ tàn mà bên của ngoại tinh là khách sẽ ưu khi dư được con tốt ở đường biên. Ở trong thực chiến thì đường đan đã lựa chọn phương án là mã 4 thoái 6 về. Cô có những tình huống sửa hình để mong muốn để có thể đỡ được trong cách thức mà vương sẽ triển khai về sau. Vương pháo 9 thoái 1, bên đỏ tiến pháo bắt mã, bên đen cầm tiến 7, vừa hóa giải thế công vừa đang có lực cờ bắt lại. Và vương thiết đã bình tĩnh đưa tướng vào trung tâm, về sau chỉ cần đảo tượng là hình thế sẽ không còn bị kiểm soát. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp những diễn biến còn lại của ván cờ này. Vương binh 1 tiến 1, bên đỏ thoát mã về, bắt pháo. Đây chỉ là một trong những cái tính chất đi mang tính chất không có quá nhiều mục đích trong hệ thống phòng thủ. Bởi các bạn biết thì vương thiết một kỳ thủ rất là tài năng của nền cờ tướng Trung Quốc. Anh ta sở hữu một cái tuyệt kỹ đi cờ tàn, đạt tới cảnh giới thượng thừa. Tiến pháo để ngăn đường phát triển của mã. Ở đây thì bên tiên có thể phát triển mã theo đường cờ mã 3 tiến 1 để ngăn đường không cho con tốt biên có thể tiến lên. Tuy nhiên đây chỉ là cái giải pháp tạm thời, bởi vì sau phải ưu thế được các đầu quân thì bên đen vẫn có thể dùng pháo mã để hậu công đưa tốt biên sang tấn công. Trong thực chiến lựa chọn phương án binh 5 tiến 1 của đường tiểu thư đã khiến cho con tốt đen nhanh hơn trong mặt trận tiến lên tấn công. Mã 3 tiến 2 và giạt pháo qua ở đây cũng là một đường cờ rất hay, bởi nếu mà bên đen sai lầm mà thoát pháo đi thì bên đỏ người ta sẽ có thời cơ vật qua ăn tốt ngay. Nhưng mà vương thiết tính trước đường này, anh ta đã hoành con pháo qua để che lộ khiến con mã vẫn chưa thể làm gì. Chiếu tướng thoái về
và đường cờ mã 3 tiến 1 đang tìm cách tấn công. Mã 3 tiến 2, vương lại chạy pháo qua để che đường. Giật pháo về và ngoại tinh là khách đã mã 1 tiến 3 tiến mã lên đầu tượng đe dọa tấn công vào tốt đầu, và đây là cái hình cờ ngày càng khó hơn đối với đường đan tiểu thư. Đường đan mã 2 thoái 3, vương đưa pháo vào trung tâm. Mã 3 tiến 4, binh 1 binh 2 đưa tốt vào tấn công. Sau đó thì bên đỏ đã đi hình cờ binh 5 tiến 1 tốt ăn qua thì là pháo 2 binh 8. Tuy nhiên thì ngoại tinh là khách đã đi hình cờ tiến binh ngay, ép buộc hai bên phải có một vài hình cờ đấu cây. Sau khi đấu cây thì bên đen của ngoại tinh là khách đã có đường cờ cất tượng 5 tiến 3 để tiêu diệt con tốt còn lại của đường đan tiểu thư, và trong hình cờ trên khi đứng ở cái thế kém hơn khá nhiều, khi không còn tốt, bên đen còn hai pháo hai đầu tốt thì bên của đường tiểu thư đã phải buông cờ nhận thua trước sức cờ tấn công quá hay của anh Vương Thứ Nhất. Như vậy chúng ta vừa được xem vào đấu ngày hôm qua đánh tại cái trận đấu chào mừng theo lời mời của ban tổ chức cho giải đấu Bảo Bảo Bôi năm 2020. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới đây. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục like, đăng ký để đón chào những chương trình mới của kênh trong thời gian tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.